Hello hello, tuyển 500 anh em đi xem Minion, sự trỗi dậy của Guru cùng Miss Senji nào. Bộ phim hot hit nhất năm mà không xem thì hơi bị tiếc đi nha. Miss Senji cũng chả nhớ là mình đã xem đi xem lại bao nhiêu tập Minion rồi nữa, nhưng cứ nhìn thấy video màu vàng ra rạp là lại thấy hào hứng phấn khởi hẳn ra. Mặc dù đã xem Minion từ hồi xưa rồi, cười nắc nẻ một mình vậy mà chính Miss Senji còn không biết những chú bé màu vàng này lại có nhiều bí ẩn đến như vậy. Và đảm bảo 100% các bạn xem xong video ngày hôm nay cũng phải giật mình vì không ngờ nhân vật tuổi thơ của chúng ta không đơn giản như những gì chúng thể hiện đâu. 1. Minion có nguồn gốc như thế nào? Thường thì chắc xem một bộ phim có mấy ai đi để ý người tạo ra những nhân vật hoạt hình là ai phải không nào? Chính vì thế nên nội dung đầu tiên trong clip ngày hôm nay, Miss Sanji phải giới thiệu ngay với mọi người cha đẻ của Minion mới được. Chứ xem mòn cả phim nhà người ta rồi mà không để ý điều này thì không được đâu nha. Eric Gillen chính là người đã sáng tạo ra hình ảnh của các chú Minion cho bộ phim Dead Sky for Me. Và chính ông cũng không ngờ rằng những nhân vật mà mình sáng tạo ra chỉ để vào vai phụ không hơn không kém. Vậy mà nay đã trở thành linh vật chính thức của hãng Illumination Entertainment, làm mưa làm gió trên toàn thế giới. Chẳng cần phải nói nhiều về độ phủ sóng của Minion. Thế nhưng Miss Sanji vẫn phải nói, bạn có thể bắt gặp chú bé màu vàng ở bất kỳ đâu. Từ những tấm poster trên đường cho bộ phim sắp ra mắt, những con thú nhồi bông, sticker, đồ dùng học tập và kể cả trong giấc ngủ, bạn cũng đang gối lên một chiếc gối có hình Minion cực cute. Điều đó cho thấy rằng, biệt đội màu vàng này chiếm được sự yêu mến vô cùng tận của tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mà không chỉ trẻ con mới đam mê Minion đâu nha. Bạn hãy thử ra rạp xem, toàn khán giả lớn tuổi mà thôi. Miss Sanji cũng không hề nói điêu luôn. 2. Chỉ có một Minion thực sự. Ý của Miss Sanji không phải là chỉ có đúng một chú Minion tự biên tự diễn cho cả tập phim đâu nhá, mà là rằng Minion hơn 900 nhân vật từ trước đến nay đều được lồng tiếng bởi duy nhất một người, đó là Pierre Coffin, nhà sản xuất phim hoạt hình người Pháp, từng tham gia cả Dead Spy for Me lẫn Minion thực hiện. Ôi ôi, tại sao ngần đấy nhân vật mà người ta có thể thay đổi giọng liên tục được nhở? Có lẽ đây là ngón nghề của người ta rồi, mà có thắc mắc người ta cũng chẳng chia sẻ bí kíp đâu, miễn là có phim hay cho bạn xem là được rồi. Nếu hai điều Miss Sanji vừa kể trên mà bạn đều không biết, thì điều sau đây không biết bạn có để ý hay không? 3. Mỗi Minion chỉ có 3 ngón tay, chính xác là 3 ngón thôi đấy. Không tin bạn hãy bật thử một tập phim mà xem. Ồ thế nhưng mà đừng coi thường đội quân 3 ngón này nhá. Nghe có vẻ khuyết tật thế thôi, nhưng cũng ra gì phết đấy. Chúng cũng là một trong những trợ thủ đắc lực cho các ác nhân, đặc biệt là trong việc giúp đỡ Guru chế tạo ra các loại vũ khí để thực hiện những kế hoạch hiểm ác. Mà chẳng cần nói đâu xa, trong những thước phim cuộc sống hàng ngày, bạn cũng dễ dàng thấy mấy chú bé màu vàng cứng đầu này thường leo trèo, đua xe chẳng khác gì những dân play. Vì thế nên 3 ngón thì vẫn ngón chán thôi. 4. Toàn bộ Minion đều mang giới tính nam. Điều số 4 này đã được xác nhận bởi nhà sản xuất của bộ phim rồi, thế nên bạn không cần đoán già đoán non đâu. Có lẽ là bởi vì Minion quá tinh nghịch và tai quái, chẳng hợp với hình tượng thùng nữ, thế nên tên gọi của chúng đều là những cái tên mang đậm về nam tính, ví như Dave, Stu, Kevin, Jerry, Tim, Mark, Phil, Bob, Norbert, nên mới được xác định là toán được dựa như vậy. Tuy nhiên, số lượng của các Minion lên tới con số 899 không phải Minion nào cũng có tên. Chỉ có những Minion thường xuyên xuất hiện hoặc đóng vai trò quan trọng mới có tên riêng mà thôi. Miss Sanji cũng tò mò không biết liệu một ngày nhà sản xuất có thêm vài bóng hồng trong đám Minion được dựa này thì sẽ như thế nào nhở? Chắc lúc ấy lại hóa thân thành lũ quỷ đánh nhau sứt đầu mẻ trán để tranh giành phái nữ cũng nên. Mà có Minion nữ thì cũng được, mà không có thì vẫn chẳng sao. Miễn là đội quân màu vàng này vẫn khiến chúng ta u mê không lối thoát phải không nào? 5. Đội Minion chỉ có tất cả 2 kiểu mắt. Ai cha cha, nói mới để ý đúng là đội quân Minion chỉ có tất cả 2 kiểu mắt đặc trưng thật. Có chú có 2 mắt, có chú lại chỉ có 1 mắt. 2 mắt nhìn còn chưa kỹ, vậy mà chú Minion này chỉ có 1 mắt thì quan sát sao được? Không sao đâu, 1 hay 2 thì cũng đều không ảnh hưởng gì đến một con thằng nào cả. Minion vẫn có thể quậy bánh nóc và quan sát tất cả mọi thứ đấy nhá. Ấy thế mà lúc đầu nhìn chú Minion 1 mắt, tôi còn tưởng anh chàng này mắt trôi cơ. Nhưng hóa ra chỉ là cú lừa của nhà sản xuất thôi các bạn ạ. Thế nên để phân biệt được hàng trăm chú Minion siêu đáng yêu này thì bạn cũng có thể quan sát đôi mắt của chúng. Và nếu đã quan sát xong hàng tá của mắt ấy, bạn có nhận ra điều gì đặc biệt không? Mệt chứ còn gì nữa. Đã mệt đi nhận diện Minion nghe lũ quỷ màu vàng này nói chuyện còn mệt hơn cơ.
6. Minion nói tiếng nước nào? Mấy cái thể loại hoạt hình này rất hay nhá. Mỗi lần hội Minion trò chuyện hay hát hò thì khán giả lại phá lên cười, mặc dù chẳng hiểu cái mô tê gì. Đôi khi nghe được vài từ rất quen nhưng chung quy lại không hiểu nổi. Chắc nhóm sinh vật vàng hoe này có ngôn ngữ riêng của hành tinh mình rồi. Nhưng bạn biết không, Minion hơi bị đà ngôn ngữ đấy nhá. Tiếng Minion sử dụng là tổ hợp của 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Ấn Độ, được chế biến theo công thức, đem trộn các từ có phát âm từ hay cho đến kỳ cục mà không cần quan tâm ý nghĩa từ ấy là gì, mà từ không có ý nghĩa thì cũng chẳng sao, mình thích là được. Tính ra những chú Minion của chúng ta cũng đỉnh của chóc quá đấy chứ. Sống ở thời đại này mà biết nhiều thứ tiếng như vậy thì cũng không lo chết đói đâu. Mỗi tội là có ai xứng tầm dịch được chúng nói gì không mới là vấn đề. 7. Chỉ có 4 style tóc trong cả 100 chú Minion. Vậy là chúng ta đã có kinh nghiệm phân biệt Minion thông qua đặc điểm là đôi mắt rồi. Giờ thì chúng ta hãy đến với đặc điểm nhận dạng tiếp theo, đó là style tóc. Có một điều khán giả ít để ý nhưng lại là nét đặc trưng riêng của lũ quỷ nhỏ này, đó là kiểu tóc mà chúng đang có. Dù con số lên tới hàng trăm Minion, nhưng kiểu tóc mà chúng sở hữu chỉ có 4 kiểu tóc cố định, bao gồm không có tóc, tóc rẽ ngôi, tóc bực tròn và tóc mọc lưa thưa trên đầu. Và những cái tên quen thuộc với khán giả từ phần 1 của bộ phim như Kevin, Stuart, Buck đã sở hữu 3/4 số kiểu tóc mà nhóm Minion này có, đã lùn lại còn hói nữa. Có lẽ vì quá thiếu thốn thiết kế tóc cho Minion, thế nên trên mạng có rất nhiều các tựa game tặng mẫu tóc cho Minion. Nếu bạn cảm thấy ngứa mắt vì cứ phải nhìn đi nhìn lại 4 kiểu tóc duy nhất trên thì hãy thử chơi những game này nhá. Nhưng không sao, vẫn cộng một respect cho tác giả vì số lượng không nhiều nhưng chất lượng thì vẫn chất như nước cất nha. 8. Màu da vàng là thiện, da tím là ác. Sao xem bao lâu mà Miss xem gì không nhận ra điều này, dù nó hiện sơ sơ trước mắt nhỏ. Có lẽ là do các chú Minion dù có thủ vai ác, bộ lông bù xù, khuôn mặt dữ tợn thì trông vẫn vô cùng hài hước, nên mình cũng chẳng biết tốt xấu như thế nào nữa. Vậy bạn có biết tại sao tác giả lại phân biệt thiện, ác bằng 2 gam màu này không? Liệu có phải tác giả đang có tính toán gì chăng? Nếu như bạn nghĩ như vậy thì đúng rồi đấy. Đây hoàn toàn không phải sự lựa chọn ngẫu nhiên đâu nhá. Vì màu tím là màu tương phản với màu vàng trong quang phổ, cho nên tím là ác, vàng là thiện cũng là điều quá ư là logic. Nhưng dù là khi nhập vai nào thì biệt đội nhí nhố này vẫn luôn ghi điểm tuyệt đối trong lòng của khán giả. 9. Cảm hứng tạo nên Minion. Nhìn những chú Minion cứ hồn nhiên ngây thơ như vậy, đâu ai nghĩ rằng đằng sau hình tượng này lại là những lời đồn cực kinh dị về cảm hứng tạo nên chúng đâu nhở. Có giả thiết cho rằng, tạo hình những chú Minion này được lấy cảm hứng từ đứa trẻ Do Thái bị các nhà khoa học Đức Quốc xã lấy để làm thí nghiệm thử khí độc. Chúng phải mặc đồ bảo vệ chống khí ga độc và cũng vì bị ảnh hưởng bởi thí nghiệm ác độc này mà những đứa trẻ mãi mãi chỉ mang hình hài trẻ con, giống như những chú Minion cứ lùn và ngây ngô mãi như vậy. Cũng có giả thiết cho rằng, ý tưởng về những tên tay sai Minion đáng yêu là tác phẩm lấy cảm hứng từ Jawas trong Chiến tranh giữa các vì sao và Oompa Loompas từ Willy Wonka and the Chocolate Factory, người ban đầu quyết định rằng các tay sai phải cao và giống như con thú. Tuy nhiên sau này, họ đã tìm ra cách chúng trở nên dễ thương, nhỏ bé và đáng yêu như hiện tại. Vậy là dù cảm hứng từ đâu thì có lẽ điểm chung duy nhất của các Minion chính là điều cuối cùng sau đây. 10. Đồ ăn yêu thích là chuối. Đúng như vậy, chuối chính là đồ ăn yêu thích của Minion. Hãy nhìn khuôn mặt sung sướng của các Minion khi nhắc đến banana, khiến tất cả các khán giả đều hiểu được rằng chuối là món ăn yêu thích của chúng. Chỉ cần nơi nào có chuối, nơi đó sẽ xảy ra một cuộc nội chiến để giành chuối về cho mình. Banana cũng là từ được các Minion nói nhiều nhất trong phim. Thậm chí chúng còn có một bài hát riêng với giai điệu rất thú vị chỉ với từ banana. Cả bài chỉ có đúng một từ thôi, nhưng tôi đố ông nào mà hát sao nguyên được bản gốc đấy, hát xong thì có mà hết hơi. Xem xong clip vừa rồi thì Miss xem gì nghĩ rằng, trong đầu bạn giờ chắc chỉ toàn hình ảnh về biệt đội màu vàng mà thôi. Nếu đã ghiền như vậy thì chẳng có lý do gì mà không bút vé ngay và luôn phải không nào. À mà đừng quên vừa xem vừa quan sát nghiền ngẫm xem những điều Miss xem gì nói trên có đúng sự thật không nhá. Còn bây giờ thì cũng xin là bye bye, vì Miss xem gì cũng phải đi xem ngay cho nóng đây. Bye bye!